nay cả nhà mình vừa phới nghỉ trưa rồi ha, ăn cơm ha. Dạ. Cái này đẩy cái quạt kia vô anh. Anh đây anh ba. Anh ba vô ngồi ba. Này anh dạ. Để bên này. Dạ anh cha. Dạ. Anh dạ. Anh ba. Dạ. Ba ngồi đi, ba tới đẩy. Chặt quá. Chặt để luôn. Bông bí ngày sáng nữa em đi mua. Rồi. À, mình lẩu thì bông tại vì chị Nam hôm qua thấy bí non nó nhìn hấp dẫn quá à, xin chào cả nhà nghe, bữa nay mình về ăn An Giang chơi chuyên Giang chứ à, chơi một bữa nghe à, mình vừa này đến đây giờ mình ăn trước à, lâu bụng đi kia bụng ăn mình đẹp làm sao tay cứng như vậy uống gì uống bia đi uống đó nặng quá không bảy uống rượu à bia. Rượu đế hả rồi nói mày nói con này đó dạ năm rồi đó anh bảy uống nhức lưng gì đó ai có nhức lưng ngủ hết mấy anh ba nói rượu còn uống năm vui đốc đi cho khỏe này lẩu hải sản cá liêu hồng nhiều quá nhiều quá dạ để lại cái cá 5 nữa. Đây có rồi. Đây có trên này. Con uống. Đây có bây giờ à, ví dụ như cái gì đó. Bây giờ được một lon. Uống bao nhiêu này, tiêm bao nhiêu nữa. Thấy gì bảy rồi, anh bảy rồi nè. Vui quá trời. Mình nghĩ mình nói giờ mình cảm nhận của mình không à. Đừng đừng có nói ai nghe. Chị nói một mình Nam Việt nghe thôi hả? Em muốn chút thôi. Bỏ tôi uống được không đó? Bỏ mổ. Dạ. Ơi, từ từ. Nghe chị ba cái nhiều lúc đổ bồ mà mở uống chắc đổ bồ tao quá. Chị cũng có đưa lời với gia đình em Kim với em bài. Dạ dạ. Là cái này cũng chị em mình cũng có duyên. Dạ. Dạ. Chứ người đâu đâu đầu non chốc biển gì đâu chốc núi đâu mà gặp nhau bữa nay á là hồi chung tâm vậy là quá hạnh phúc. Dạ. Chị chúc cho gia đình em với tất cả anh em mình trong bài là
hạnh phúc vui vẻ suốt năm này tới những năm khác mà ngang nhờ nhà của nhà chúng ta nha. Cô Trang ơi. Vô. 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 Vô uống bia cái bể đi là đền đó. Trời ơi, nãy giờ nghe chị ba chỉ nói là uống bia như là lúa xúc vô bồ mà. Mà có ly hai người uống hết. Nghe nói giờ em xúc vô bao chỉ xúc vô bồ. Em xúc vô bao là tôi chẳng nó có con. Cảm ơn không có ngại đường xá cho tôi đến đây để họp mặt với em tôi như thế này, thiệt là cái tình nó quá quý. Dạ. Tôi trước hết tôi chúc như là bữa tiệc hôm nay là dùng bữa tiệc rất là ngon miệng. Dạ. Với chúc là cuộc sống sau này thành đạt như ý muốn. Dạ. Rồi. Cảm ơn hai chị. Cảm ơn hai. Anh Tư. Ba. Cũng thứ với chị đó. Dạ. Làm như ai chú ba cũng vui vẻ để tôi ba vậy không? Em thấy vậy lúc nó cùi mấy cái mà nghe như ai cua chi năm hả? Thì năm ăn cua chi năm cua 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 Đức rồi cua chi năm không đậu rồi không đậu rồi không đậu rồi coi coi như là bữa nay là bắt gạo cậu là bắt gạo cậu gì cậu ơi nè bữa nay là coi như đàn gái. Em là tại vì hả vậy nói đi vậy anh em là chiếu mạnh nha có mình dành đó thấy chưa bài lý chiều chiều và nữa nhiều lý lắm bây giờ chúng ta nghe đi đó mà cái đàn bầu anh cái đàn độc quyền á còn nó thải kiểu không nổi chết nó đó chết chết luôn á. Trời ơi. Vậy nay nhạc sĩ đó quê đâu vậy? Quê đây, tại Hòn Đất Kiên Giang luôn. Hòn Đất hả? Dạ. Tạo hợp lý. Dạ. Trời ơi, nó nhắn mấy cái đợt màu trời ơi. Ổng là quê tại đây luôn. Dạ. Bởi vậy mới ra mấy bài hát mới thấm thía dữ vậy hả? Ổng là ngày xưa là ổng là thanh niên. Dạ. Ổng là mình biết ca giọng có cái lương thôi. Dạ. Ổng đưa khách kiếm người thương. Dạ. Khách kiếm mà. Rồi ổng mới về quân y đó, một cái cô này nói là y tá, trong y tá điều kia là dân quân du kích, điều phái qua. Dạ. Thôi. Là chăm ổng, ngày mấy tay Minh Trưng. Ổng yêu thì bà này cũng yêu ổng mà hồi xưa đâu khách kiếm khó lắm. Yêu thầm mà. Không dám tỏ lời. Yeah. Hai người nhìn nhau tha thiết chứ không có dám mở miệng xài vi phạm cái lịch. Dạ. Đúng rồi. Cái tới 5 năm tư đình chiến này ổng đi tập kết. Dạ. Ổng có ra ngoài lúc đó 18 tuổi hả? Dạ. Ổng ra ngoài thì ổng cũng có nghề văn nghệ mà cái quân đội mới đưa ổng đi qua bên Nga. Dạ. Ổng đi học viện Kaskoki, học trở thành nhạc sĩ rất là giỏi. Xong rồi ổng trở về giải thoát xong trở về là 5-6 năm sau đó, ổng có công tác ngoài Hà Nội rồi ổng có trở về quê, ổng về tại quê Hòn Đất ổng đây. Dạ. Ổng mới thấy một cái người bạn áo bà ba bước qua cái cầu
Còn đi thấy đó, quê mình, hòn đất Kiên Giang mình được kinh nhiều lắm. Kinh quá trời. Cầu Che Bác Lẻo mà. Hồi xưa đâu phải cầu cầu dán thôi ha. Cầu trên. Cầm rửa phăng phăng quay. Nó xuống. Nhìn thấy nó giống quá đi. Thì cũng quần đen, quần lãnh đen áo bà ba trắng, đội nón lá. Dạ. Ông nói chắc cái bà này quá ông chạy theo quyết. Để theo cái giòm lớn thở. Ở có 20 năm rồi, năm 54, năm 75, năm 52 năm rồi. Còn rồi ông về ông buồn quá, ông sáng tác bài Liếu Qua Cầu. Ủa sao vậy, nó làm cái gì mà Lý Trung Sanh Lý Trung Sanh không phải em, Lý Trung Sanh không phải của ông. Không nghe có nhiều lúc nó hát có Lý Trung Sanh gì đó tôi nghe nữa. Dạ, ông vô là gì đó. Giờ Lý nhiều Lý mấy ra cổ vô tuần có Lý nhiều Lý giờ tức nhàn luôn á. Thằng không tưởng là Lý giờ rất nhiều luôn. Lý là cái, có nghĩa là gì các bạn? Lý Qua Cầu một cái, một cái thể loại giai điệu hả? Văn nghệ. Dạ. Nó trong đó nó cái hàm chứa cái tính chất âm nhạc. Dạ. Nhiều cái hàm chứa cái tính chất thơ trong đó. À, giống như là thơ mà phổ nhạc á không? Ví dụ như bà mình xưa miền Nam mình nói là nhất lý nhiều ngâm đó anh. Dạ. Ngâm là ngâm thơ. Ngâm thơ. Ngâm thơ thì cũng nhiều kiểu ngâm lắm nha con. Dạ. Ví dụ hồi xưa là có Lý á thì nó chạy á. Lý là nó chạy nha. Dạ. Ví dụ Lý Ngựa Ô á. Nó nhanh phải không? Nó nhanh. Dạ. Lý Ngựa quá. Ừ. Lý Ngựa Ô quá. Vô là Lý Ngựa Ô Đung. Chạy vô Nam Lý Ngựa Ô Nam. Dạ. Ví dụ như Lý Ngựa Ô Đung nè. Chiếm cái ô cửa bạc bồ đường lạc đông đen một bộ lá xe một tiếng nhuộm thấm một bộ yếm trắng tình ta nọ đang tính tính ra nọ tình là Lý Ngựa Huế đi vô mình là có con ngựa ngựa anh hát cấp khác khác nhau chưa hay là Lý Con Sáu nó cũng chạy nha con. Dạ. Lý Sáu chung á là ví dụ như là Lý Sáu là ai đưa con sáo quá xuống đê cho đi cho cũng nói luôn mày quét luôn bắt luôn. Dạ. Tang tình tang cái hơi tang tình tang vô tới mình là làm ai đưa con sao cái nò sang sông sông cái nò sang sông để cho con sao số lòng phải không anh? Đúng rồi, cái Lý á là nó chạy. Yeah. Cái Lý cho mình cái hơi nó chậm hơn. Chậm. Yeah. Buồn hơn. Yeah. Còn mãi nó ca kiểu dòng hò, dòng hò. Cái đó là Lý á con. Yeah. Rồi sau này á là trong quá trình sản xuất lao động, quá trình giao duyên. Yeah. Nó sanh ra nhiều làn điệu. Nhiều. Dụ như Lý Cây Bông, Lý Chuồn Chuồn, Lý Cây Đậu, Lý Con Tóc, Lý Con Tưởng. Nó nhiều lắm, giờ nó nhiều. Không có từ hết. Rồi có những cái bài đó, những cái bài như cậu Bảy vừa nói với anh Tài nãy đó. Yeah. Những cái bài tân nhạc. Yeah. Nhưng mà nó mang cái giai điệu của âm hưởng dân ca thêm đó. Chơi gần. Yeah. Như bài Lý Tương Phùng, bài Lý Chiều Chiều, bài Lý Qua Cầu là cậu Bảy nói là của nhạc sĩ Phùng Lý sáng tác. Nhưng mà trở thành cái tài sản chung. Yeah. Chứ nó không còn của riêng một nhạc sĩ nào cả. Chứ không còn riêng của địa phương á. Không địa phương, không. Chung. Chung của cả một cái dòng nhạc. Dòng nhạc ta là Lý. Yeah. Của Nam Bộ. Còn ngâm á thì theo cậu Bảy biết á là miền Bắc mình có nhiều, ví dụ như người ta có cái lễ kiều. Yeah. Ngâm ngâm kiều á, lễ kiều ngâm bồng mạc, ngâm sa mạc, con nghe bên đài á thường. Yeah. Trong Nam dễ biết nhất á là Điện Biên. Dạ. Yeah. Nhưng mà sao con thấy trong Nam ít có ngâm quá ha. Có chứ con. Dạ hả? Điện Biên công mẹ đi ra. À vậy đó hả? Công mẹ đi vô. Có cái dạ đó. Tại con thấy miền Bắc sao nhiều ngâm hơn. Miền Bắc thì nhiều hơn. Nó chạy vô Nam mình đó hả? Dạ. Có ngoài là ngâm nhiều hơn. Ờ sao ngâm cái này giống bên đạo Cao Đài quá cậu Bảy. Cao Đài đó, từ cái Cao Đài đó là họ lấy cái làn điệu là một là lấy Nam Sơn, hai là lấy Nam Ai. Dạ. Nam Ai ví dụ cái bài Thay Kinh của bà Nguyễn Hương đó. Dạ. Ví dụ động là bài Nam Ai. Cái mấy cái bài đàn càng lớn đó. Dạ. Khi người ta đọc chậm anh, ta đọc nhịp đôi. Còn á là khi tụng thường ở nhà là ta đụng dịp tư. Dạ. Đạo có bởi thành tính hiệp mà họ như vậy. Lòng nương an khói chuyện ra. Còn khi mà trong đàn họ đọng đạo gốc bởi lòng thành
tính đọc chậm hơn. Dạ. Yeah. Và cái đờn đờn theo đường đây. Người nghe buồn quá trời buồn ha. Dạ. Tới cái bài mà, mấy cái bài như bài Đại La Thiên Đế và ông Dạ. Sư đã làm được giọng năm nhanh hơn, nhanh hơn. Dạ. Yeah. Đại La Thiên Đế thấy cần. Cái bài Đăng Xuân nè. Tích tí 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 tí. Tích tí 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 tí. Còn bài nó ba là tí 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 tí. Buồn nghe nghe nó buồn hơn nhiều hơn. Buồn hơn năm trước nhiều. Dạ. Cái này giống ru con mà than than trách phận. Đúng rồi. Ta buồn lắm. Dạ, rồi. Đó, mấy con thấy không? Thì câu đại đó tại vì phát tức là ở miền Nam. Dạ. Cho nên khi mà các cái mặt mà khai đạo đó là người ta đọc kinh người ta lồng cái nhạc của miền Nam đó. Dạ. Nó mang nghe buồn lắm. Thì cũng nhạc tôn giáo đó con thấy là rõ nhất là Hồ Văn. Dạ. Hồ Văn là Hồ Văn Bắc, Hồ Văn Huế, Hồ Văn Nam. Dạ. Hồ Nam là bóng rỗi á, bóng rỗi á, cầm cái bóng rỗi tung tắc tung 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 lên bà đi mà châu đất đông giang bà về bà đó rồi dạ. 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 Anh ừ, đúng rồi bóng rỗi đó dạ. Bên con mình hát Hồ Văn đó mấy người nhảy hát bóng hát đồng lên đồng em đóng hả à, bà bóng rỗi dạ. Rồi mấy cái người mà nhập đồng đó nhập đồng mới nhảy dạ không muốn vàng dạ thôi dạ để mà tạo cái không khí để cho mà thành lượng lượng nó mau về dạ mau về đặt vô cái chị mà đội khăn đỏ đó dạ cái chị đó là ngồi tránh và mấy người kia là phụ dạ quá nhiều anh tài nó dòm thấy còn phải có mấy cây đờn cổ rồi đồ ra cái với con dạ. Anh tài thích lắm anh tài cuốn ông bà tổ tiên mình rồi đúng rồi đây nữa mà mời người về chính chính dạ. Tại vì á khi mà mình nghe ru con á nó ăn sâu vô trong cái mặc dù không thuộc nhưng mà cậu phải hát thì nghe dạ anh tài bỏ mấy ông rồi nè hát bố mẹ bà con đó dạ ca nam bộ với cải lương tài tử dạ bố mẹ luôn đóng giờ đêm cơm là gọi thôi ông bà tới rồi nghe bỏ về mặt mới được là bên đó là lúc nghỉ ngơi là mở ca cổ rồi dạ nghe dân ca lên rồi đó mà đôi khi mình buồn buồn mà trong mình đâu nổi mình lo lo gì chứ mình mở lên cái mình thấy hay lắm nó tôi làm cỏ mà vừa có bắt cái lo mà ngon luôn rồi vậy sót mình pháp kệ đó miễn là nhạc Việt là nghe hả không ca 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 trời chứ không mà dạ dạ đó là chứ không mà dạ trời ơi ăn bắt chứ không có khé dạ chạm đường sơn ở đó chiến xe tên ninh nữa con là nghe hết rồi bánh mỹ gì đó ca dễ sóc bên chứ không khé rồi nhạc hồi xưa dạ bắt là mấy chỗ mà tính với thành quẹt ca bông bôi rồi chiến đầu và tung đàn mới rồi đó đàn mới rồi đó đó là cái bài nào này rồi dạ. Còn là tính ca cùng với chỗ lên cổ dạ ở dưới nói nó tắt nhập nó phải nhập chứ không gì không dừng còn tới ờ về Diễm Châu à, Diễm Châu. Châu lên nói hỏi sao ca cũng đó nó là cũng đó quá hay chỗ mà dứt cái câu cổ đó. Dạ. Tính là cổ đó hay mới như cái khúc đầu là có một khúc đâu khúc giữa khúc giữa giữa khúc nhất một hai anh thấy hay không cánh cái gốc cái bài Xuân Chiều với Tú Anh đó là bài đó là nhạc Tiều đó anh từ đâu đó mới chế ra ủa dạ từ nhạc Tiều đâu ra hả coi ừ. Chế điệu hả chế điệu chế dạ. Điệu từ Châu đó dạ. Cái đồ hãy chế điệu Việt đó à. Ủa sao đâu có nghe giống giai điệu Triều Châu thôi đó mình chế lại à à khúc sau thì giống nè dạ dạ cái kết cấu của câu nhạc dạ là của người Triều Châu à còn cái hồ quảng sao cậu Bảy thấy hồi xưa mình hay hát hồ quảng nó cũng ở quê mình á là cũng ở nguồn gốc ở đâu cậu Bảy tại vì nó cũng là gốc bên Tàu dạ nhưng mà cái con biết á đúng không Tàu cái nước Tàu
cao. Dạ. Nhưng mà nó là trong một quá trình lịch sử nó hàng trăm cái dân tộc ở trong đó. Dạ. À, hàng trăm dân tộc đó thì hàng trăm cái dòng văn hóa. Dạ. Mà hàng trăm cái dòng văn hóa thì hàng trăm cái dòng nhạc. Đúng rồi. Dạ. Cho nên nói người Tàu, người Tàu tiếng Xuyên họ họ chơi nhạc khác. Dạ. Người Hán chơi khác, người Quảng Đông chơi khác. Ừ. Người Triều Châu chơi khác. Dạ. Người Phúc Kiến chơi khác, người Đài Loan chơi khác. Giống như Việt Nam mình có dân tộc Kinh khác, dân tộc Mường hát khác, Hơ Mông khác. Ờ. Ví dụ như Tài chơi, nó chơi đàn tính tẩu á. Dạ. Nó hát cái giai điệu nó khác. Rồi cái Tây Nguyên á, Ba Na, Ê Đê nó cũng chơi khác. Dạ. Rồi xuống dưới miền Tây Nam Bộ mình, người Khmer họ cũng chơi khác. Không dạ. Họ hát dù kê, họ họ hát mấy cái giờ làm những... Đức Tông mình nhái của Tàu không? Đó, mình nhái Hồ Quảng. Dạ. Mình lấy của người Quảng. Dạ. Người Quảng Minh Hương á. Dạ. Chứ không phải là... Tức là người Minh mà chạy... người Minh mà họ chạy qua đây, chạy qua đây về. Dạ. Biên Hòa, Chợ Lớn, Mỹ Tho họ. Dạ. Rồi họ chạy xuống Hà Tiên họ đó. Dạ. Ông Mặt Cũ cũng đây nè. Ông Mặt Cũ là khai quang khúc dưới đây. Đúng rồi. Dạ. Giờ lấy được trên chỗ này chạy qua. Dạ. Cụ có qua đâu. Nên là cụ có công rất là Mặt Cũ có công lớn, nên con thấy cũng nhiều nơi có thờ, hoặc là ở Sài Gòn cũng có các bạn đường Mặt Cũ. Gốc là người Minh Hương. Dạ. Nhưng mà cái công của cụ để khai thác nguyên cả cái vùng Phú Quốc, Hà Tiên mà lên tới An Giang này. Dạ. Ông Nguyễn Trung Tự thì nó đi vòng đó. Dạ. Ông Nguyễn Trung Tự á là sau này. Dạ. Khi mà chống Pháp đó. Chống Pháp đó. Người ta mới thờ ông linh thiêng ha. Ông gì ông tổ chức đánh đồn trịch giá chiếm luôn, chiếm trịch trưởng luôn. Dạ. Mấy ngày luôn á. Dạ. Đốt Tàu luôn. Đốt Tàu ở Giàm Thị Tảo. Dạ. Đông. Dạ. Đó bắt bà già ông ra mới chịu chết. Mới chịu đầu hàng. Yeah. Ông đầu hàng nhưng mà nó dụ ổng theo ổng nó không. Tao ra đặng cho tụi bay thả lính tao với má tao thôi, còn tụi bay giúp tao đi. Yeah. Cho nên cụ bây giờ được á là ngư dân của vùng Kiên Giang. Nhiều lắm, nhiều chỗ thờ. Thờ ông là yeah. tổ của ngành giải. Ghê đâu thì có người thờ. Tại chỗ tóc của cụ á là cụ đánh cá ở sân nhà bà Đông á. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Yeah. Ngày xưa ổng đâu phải là người, cha mẹ đâu phải là người đây. Bắt vô nhưng mà định cư là tại Bến Lức. Đúng rồi. Dạ. Giỏi chứ. Sáng đó. Sáng chế đúng rồi. Đúng rồi. Đó, không. Tầm vông giặt nhọn hả? Đúng rồi. Bây giờ nó còn cái tiếp với mấy cây công trạm. Dạ. Trục chết nó đem về ngay chỗ cái đền chỗ của Bến Lức á. Vô khi Bến Lức nó còn ở chân cái gì. Dạ. Nó còn được cái tiếp. Dạ. Ở Kiên Giang này. Kiên Giang này thường lễ hội biển là lớn nhất vào khi nào anh? Hai đợt hả? Như rằm tháng Giêng một. Rằm tháng Giêng. Rồi 2/7/2/8. Nhiều cũng một cũng nhiều. Tháng 8 nữa hả? Cũng nhiều á. À. Là 2/7/8 này ông Nguyễn Trực. Còn 2/7/8 là dỗ ông. Dỗ ông. Nguyễn Trung Trực. Còn cái kia là tháng Giêng á là ông Nam Hải. Không, cũng ổng luôn. Rầm như trong cái đi rõ đó thì thờ ông luôn. Rầm lớn á. Dạ. Còn 27/7/8 ngoài ngoài này. Dạ. Mấy người đi biển. Ngoài Hà Tiên cũng có nhiều lắm. Mấy người đi biển chắc cũng nhiều ha, tại vì người ta sợ sóng gió. Sóng gió. Dạ. Ông ổng là chứ không kể chỗ nào. Đó là cái người đánh cá đó. Ừ. Đánh cá là ai cũng thờ. Bốn quốc cũng có mà ông cha có chỗ nào có thờ chứ chỗ nào ông dừng chân đó rồi có thờ đó. Dạ. Bây giờ hàng năm như vậy là Long An làm dỗ ông tháng 8 nó làm lớn lắm. Ừ. Thì cũng đi gò dọc nó không gò cánh này. Vậy trước giờ con ở sông Dòng Cỏ gần đó thì con biết đâu nghĩ ở dưới Kiên Giang mà cũng thờ ổng dữ vậy ha. Bữa nào con xách máy con đi qua thăm đền thờ ổng đi rồi dạ. Con nghe mấy nhà mấy anh chị Phước Minh á. Dạ. Mấy ông cụ á. Dạ. Mấy ông cụ mới giữ tình. Mấy em nhỏ dạy nó có hụt hụt đó anh. mấy cụ dạy cho má. Nói tiếng mình, trời rộng lắm, lớn lắm. Trời lớn yeah. lắm mà. Mà hiện qua cũng còn nhiều nữa con ơi. Dạ yeah. Còn nhiều lắm. Cái xác chiếc tàu Everate còn đó. Dạ, kéo lên đó à. Dạ. Dạ. Mà hồi đó là nó bị bùng lắp. Mà như là phải lặn. Mò không gặp cái ông, mấy ông Trăm mà đi mò đồ dưới đấy không anh. Lấy 500 mò hả? Mấy người Trăm không? À, người Trăm hả? Dạ. Chứ là trước đó mình tổ chức mình đi mò mình không biết chỗ nào mình mò. Dạ. Nó lắp bùng đó rồi. Rồi mấy ông Trăm mới mò sao mà đụng nó mới báo về bảo tàng tỉnh mới cho thợ xuống. Dạ. Đem về. Dài lắm nha con. Rồi nó bằng đây vô khỏi tới cái cửa trong đó đó. Dạ.
cái tiếp đó vậy hả? Nó chở tới bốn mấy năm chục người lắm mà lính cho nó mà ăn ở súng đạn được cho nó. Đó nghe đó chỉ là chốt mà chưa hóa đơn cũng như vậy đó. Dạ. Chốt mà rồi cây khóa cây khóa rồi. Mà nghe nói chiếc đó nó có một phòng nữa. À, bữa nay mình về Kiên Giang ăn chơi với cậu Bảy nghe. Nghe cậu Bảy kể chuyện mấy bài lý ở Kiên Giang gốc. Mấy bài lý ở xứ Hồng Đất. Rồi hẹn gặp lại cả nhà mình ở video. Không có chị qua bạn ghé ai nói bao xe qua bạn luôn. Nói chừng có. Bao cái bài gì chừng có. Để chị lo cái bài chị đi nha. Ừ, chiều nay mình đi đâu chơi ha? Đi gần gần đây thôi chị. Đi khám phá. Đi tôi đi Sơn đi đi ra chùa Hang đi. Dạ, vậy đi ha. Mình đi kiếm thạch xanh Lý Thông ở ngoài đó mà. Đi đi không?